Đấy, cái thằng Duy Thẩm, anh em, anh đang ốm mà nó bắt anh làm video này, nó bỏ đi Đài Loan chơi rồi các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh em TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có ở đây một sản phẩm rất hot trong thời gian gần đây, cùng với lại bộ 3 Mi 8 Explorer, Mi 8 và Mi 8 SE, đó chính là Mi Band 3. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp Mi Band 3, cũng như là so sánh với lại chiếc Mi Band 2 mình đang có ở đây, để xem là hai chiếc này thì nó có gì khác nhau, Mi Band 3 thì có gì nâng cấp so với lại Mi Band 2. Bắt đầu nhá. Anh em ơi. Rồi, bây giờ để người tiên nhận sang bên, chúng ta sẽ cùng nhau Mi Band 3 trước xem sao. Có một cái seal ở đây. Ui dồi, lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác này. Lôi ra. Ồ đây rồi. Rất là đơn giản. Thế này thôi. Ngày xưa thì Mi Band 2 hay bị các anh em chê là cái con nhộng của Mi Band 2 ấy, trông nó giống cái đồ gì mà các chị em hay mang theo người mà không dám cho các anh em biết. Thế bây giờ thì với thiết kế mới này, bo tròn các cạnh thì Mi Band 3 trông nó còn giống hơn. Này là chắc là mang lại cảm giác kiểu thoải mái hơn rất là nhiều so với lại cái loại đời cũ. Cũng giống như là Mi Band 2 thôi, chúng ta sẽ có một con nhộng này. À đây, mong màn hình ra được bạn xem. Bay luôn này. Ui lên luôn này. Wow, ấn tượng đầu tiên là màn hình rất là to hơn nhiều với lại cái Mi Band 2. Và chúng ta sẽ tiến hành đút vào với lại cái dây xem sao. Rồi, wow. Thiết kế của Mi Band 3 thì nó hiện đại hơn rất là nhiều so với lại Mi Band 2, bởi vì là chúng ta có màn hình được bo cong 2.5D ở tất cả các cạnh. Thôi, thiết kế thì chúng ta sẽ bàn sau, còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem là ở bên trong chiếc hộp còn gì nữa hay không. Xem nào, để xem là cái sạc của Mi Band 3 nó khác gì so với Mi Band 2 không nào. Ui giời, sách vở dài thế nhỉ. À đây rồi, cũng là cái sạc. Cái sạc này thì giống với lại Mi Band 2, nhưng mà không biết là có dùng chung được hay không. Tí nữa chúng ta cùng thử xem dùng chung được hay không nhá. Rồi, hết rồi, trong hộp không có gì. Và đây chúng ta đang có ở trên màn hình của các bạn chính là Mi Band 3, để mình đeo thử lên tay xem nào. Cái ấn tượng đầu tiên của mình với cái Mi Band 3 này thì ngoài cái việc là màn hình đã được bo cong 2.5D ở tất cả các cạnh, thì cái nút trên Mi Band 3 nó đã gần như là không còn là nút vật lý nữa, mà nó chỉ còn là một cái chấm chấm ở đây thôi. Nhân tiện để đeo thêm cả luôn Mi Band 2 mỗi bên một tay để chúng ta có thể so sánh nhá. Úi dồi ôi, cái màn của em này. Úi dồi, tan nát rồi. Đấy, chúng ta có Mi Band 2. Có thể nhìn sơ qua về cái cục thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái cục, có nghĩa là cái tất cả những cái bộ phận bên trong, linh kiện hay là màn hình, tất cả mọi thứ thì nó bé hơn so với lại Mi Band 3. Đây, thì các bạn có thể thấy nó, nếu mà khi mà đã lắp cái dây vào thì chúng ta có hai cái thiết kế nó gần như là giống nhau. Tuy nhiên thì cái phần cứng bên trong, có nghĩa là tất cả những linh kiện điện tử thì nó to hơn, về ở trong Mi Band 3 thì nó to hơn. Và cách đeo thì cũng rất là giống nhau. Đấy, chúng ta cùng có một cái dây cao su và chúng ta sẽ bấm vào như này. Và đây, các bạn đang có ở trên màn hình thì là Mi Band 3 và Mi Band 2. Hiện tại bây giờ thì cái chiếc Mi Band 2 của mình nó không lên, tại vì là nó chưa được sạc. Và mình sẽ thử xem là dùng cái sạc của Mi Band 3 thì có sạc được không. Có lẽ là sạc được, tuy nhiên thì lắp nó không được chặt như là hàng chính chủ. Nhưng mà mình nhìn thấy thì là cái chân tiếp xúc nó vẫn chạm vào với nhau. Mình nghĩ là vẫn sạc được. Sạc được rồi, ok. Trong lúc mà đang đợi Mi Band 2 của chúng ta lên nguồn thì chúng ta sẽ cùng nói về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Mi Band 3. Cùng cập nhật những cái thông tin về mặt cấu hình thì Mi Band 3 ngoài cái điểm rất là dễ thấy, đó chính là chúng ta có một cái màn hình lớn hơn rất là nhiều so với lại phiên bản cũ này. Chúng ta có mặt trước được bo cong 2.5D, vuốt rất là dễ và thoải mái này. Thì chúng ta sẽ còn có một viên pin có mức dung lượng lớn hơn, lên tới 110 mAh. Nghe con số đấy có vẻ bé, nhưng mà với trong thế giới smartwatch thì đây là một con số rất là ok. Nhất là khi các bạn nghe thêm thông tin này, đó là Mi Band 2 chỉ có mức dung lượng pin là 70 mAh mà thôi. Vậy mà nó đã có mức thời lượng pin lên tới cả tuần hay là cả tháng rồi. Và thêm một điểm nữa khác biệt, đó chính là Mi Band 3 có khả năng chống nước lên tới 5 ATM. Có nghĩa là chúng ta có thể đem đi lặn sâu dưới độ sâu 50m với chiếc Mi Band 3 này mà nó không hề ấn gì cả. Thì đây là một cái nâng cấp rất là tốt so với lại cái Mi Band 2. Mi Band 2 thì chúng ta sẽ chỉ có chuẩn chống nước IP67 bình thường mà thôi. Còn bây giờ thì chiếc Mi Band 2 đã sạc ok lên nguồn, và chúng ta sẽ cùng nhau so sánh một chút xem là hai người anh em này thì có gì giống và có gì khác nhau. Rồi, đây rồi, chúng ta đã có hai người anh em ở cùng một chiếc tay ở đây. Thì với Mi Band 2 thì chúng ta sẽ phải thực hiện thao tác cảm ứng ở cái trackpad ở phía dưới này. Nó vừa là nút home vừa là trackpad luôn. Chúng ta sẽ phải vuốt ở đây thì chúng ta mới có thể điều hướng được. Còn ở với Mi Band 3 thì màn hình lớn hơn này, và đây cũng là màn hình cảm ứng luôn, thì chúng ta có thể vuốt ở đây. Nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể thấy rõ ràng là cái khoảng diện tích để hiển thị nó là lớn hơn cực kỳ nhiều. Chắc là phải tầm lớn gấp 3 lần
Và với việc làm màn hình lớn như này thì chúng ta có thể nhận noti hay là tin nhắn rất là dễ dàng. Và còn một điểm nữa mà mình thích ở trên Mi Band 3 hơn, đó chính là cái nút home này nó đã không còn là một cái nút home tách biệt ra so với lại phần còn lại của chiếc đồng hồ. Và với thiết kế như thế này thì sẽ không có chuyện là bụi nó chui vào những cái khe hở ở cái nút home. Ở trên Mi Band 2 thì mình đã từng dùng và mình đã từng bị cái chuyện là bụi nó chui vào những cái ngõ ngách ở trên nút home, hay kể cả là bụi nó chui cả vào những cái khe ở giữa cao su và viền kính. Như vậy là nó sẽ làm chúng ta kiểu thỉnh thoảng lại lôi ra để rửa. Trên Mi Band 3 thì với thiết kế như này thì sẽ không có chỗ để cho bụi chui vào. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau mở hộp để xem là Mi Band 3 thì có gì ngon hơn so với lại Mi Band 2 hay không. Tóm lại một chút thì chúng ta có màn hình lớn hơn rất là nhiều này. Thiết kế theo mình thì là đẹp hơn bởi vì là nó hiện đại hơn, và vuốt nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều bởi vì có sự bo cong 2.5D này. Và một nâng cấp rất là lớn theo mình đó chính là khả năng chống nước, bởi lẽ là Mi Band 3 thì chống nước tới 5 ATM, còn Mi Band 2 thì chỉ là IP67 mà thôi. Mặc dù là viên pin đã được nâng lên gần gấp đôi, từ 70mAh lên tới 110mAh, tuy nhiên thì cái thời gian sử dụng Xiaomi chỉ nói là đạt 20 giờ, có nghĩa là tương đương với lại đời cũ. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ rằng dung lượng pin nó lớn hơn thì cái thời gian sử dụng ở trên Mi Band 3 nó sẽ lớn hơn so với lại Mi Band 2. Điều này thì sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về Mi Band 3 cũng như là Mi Band 2? Chúng ta hãy cùng comment ở dưới để chúng ta có thể cùng bàn luận thêm. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau trên Anh Em TV. Anh em ơi!